đậu cho u đầu đi. Gì đó hả? Ăn đầu dữ lắm mà, tôi có vô nhà mấy lần rồi. Cái này là cuộc hội ngộ của hai anh ba nha. Anh ba này là sớm sớm trong chỗ kinh cò đó, là chỗ của nghệ sĩ Tấn Tài đó. Quê nghệ sĩ Tấn Tài là chỗ anh đó. Tấn Tài hả? Ừ, nghệ sĩ Cái Lương Tấn Tài là chỗ anh đó, kinh cò Vĩnh Khánh đó. Còn anh ba này thì ở sống ngoài, thì hai ông này bữa nay lại lấy máy thôi mà. Ông anh ba này thì ông lấy cái máy 5 ngự gửi bị xúc ốc dên á. Còn ông anh này thì lấy cái máy D15. Ông già. Đó, nhưng mà cũng chưa thử nữa. Nhưng mà anh đã có xem video rồi, tới cái đoạn mà bó tay là bắt đầu là ngưng lại. Ra bữa nay chắc hồi phải thử lại đoạn nữa ha. Nhưng mà có cái trái ngược là ổng lại trước. Ổng lại trước nhưng mà ổng nhường cho cái ông anh ba này ổng lấy máy trước. Đó, thấy không, có tình thương kính thương ở quê mình chỉ thấy không đó. Cái có lẽ là cái công việc này nó đơn giản hơn của anh ba, tại anh ba anh lấy vừa lấy cái máy 12 này vừa lấy cái máy xới nữa. Chứ phần đây tối anh rảnh đâu làm gì đâu. Tới nhà được hả? Tới nhà được không? Rồi chờ luôn. Chờ luôn đó. Bây giờ trở lại vấn đề là cái máy này mình sẽ cho nổ lại một lần nữa. Hồi nãy là có quay một đoạn rồi. Ừ. Nhưng mà nó cũng giống như cái máy của anh vậy, nó cũng tới đoạn bó tay là nó tắt đi. Nó chứ chạy rồi anh chạy vẫn ok đàng hoàng, ấm hiểm đàng hoàng. Nhưng mà có cái là cái ga này nè, cái ga này nó bằng cái cây sắt đó, ga nó chạy nó tè le hết trơn à. Thì bây giờ mình đã thay lại thì anh cũng nói rằng là cái đó là không phải tại anh làm gì, nhưng mà em ảnh làm gì thành ra mình phải khắc phục lại. Giờ thì bắn hai con ốc vô là cho chạy lại. Em ổng còn coi clip này chết rồi. Có mấy thằng đó là mấy em ổng là thuộc dạng là để tôi không ăn, tôi không sợ. Mấy thằng đó là dứt cơ. Nó coi nó cũng hề hề à. Bây giờ thấy cái cảm mà. Vô này hư cái gì là vô đang sửa cần nha. Anh nói người quê mình không có cố chấp gì cả. Khác anh ơi, quê mình cười thật hà hà, dễ tha thứ nha, thông cảm lắm. Bây giờ lại là anh nhìn thấy có khác là cái công tắc nè, công tắc là mất tiêu giờ mới làm lại nè. Ừ. Mà anh nhớ chỗ nào bà chạy chỗ nào tắt không? Hả? Vì sao chạy thì sao tắt? Không được thì chạy. Mà này mất chưa rồi? Mất chưa rồi hả? Vậy chạy đó. Vậy là chạy phải không? Ừ. Vậy là còn nhớ mà mới chắc mới mất đâu đây quá. Không, mất lâu rồi, nó làm thu gãy tầm lum cho lâu lắm rồi. Vậy chạy kêu lên rồi tắt. Ừ, nó rồi. Sức ra nó văng tầm lum hết. Rồi chờ cái máy này trước khi chạy lên thì nó có hai hướng, là thứ nhất á là có thể là nó chạy ra tự động được. Ừ. Rồi hai cái là nếu nó còn trong cái núm này hoặc là tự động nó còn đúng. Còn cái trường hợp thứ hai á thì nó sẽ không chạy được ra tự động. Thứ nhất là chỉnh sai, thứ hai là nó rớt cái núm ở trong mục tiêu rồi. Không chịu động được. Đó, thành ra bây giờ phải thử muốn, cái muốn nhỏ nhỏ, muốn chạy đó, chạy. Bây giờ thử đi. Anh giật các ạ. Rồi. Nhưng mà cái máy này á là nó xúc con ốc trên, trong khi nó xúc anh là nó ngoậy con ốc á, tức là thế nào nó cũng giặt nó ngoậy ra lại, thì cái lỗ răng nó hơi lỏng hơn bình thường, nó căng nó hơi nhẹ hơn bình thường, thành ra chạy cho mấy anh em thứ dữ của mình mà thì dặn nó chạy vừa thôi. Tôi tới mấy mình cho đi, tôi đi nó thử lần nghe, còn mấy cái chỗ nào mấy về lục bình hay cỏ nó chơi một cái hết ra luôn, đóng quan cái rồi hạ xuống cái rồi cũng như là y gan cũng như là cái này nó khói mịt mù. Có mù loang anh, ví dụ anh chặt vô bình thường thôi nhưng mà nó rút ra cái nó lắc gì nè. Thành ra nó hơi nhẹ, siết thì nó vẫn cứng nhưng mà mình cho biết trước là hơi nhẹ. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái vàng này, người ta chế cái vàng này thì nó không ok, có nghĩa là cái tâm này anh, tâm là tiện nó lỏng. Nó lỏng rồi chim thiết bên đó, thành ra ký rồi cái nó nại qua bên. Ừ. Chạy nó bị quan, cái vàng này bị quan. Rồi cân nó hơi đâm nữa.
ra nó hơi chạy hơi tê, nó không bình thường. Ông bẻ qua bên đây á thì nó không không giặt, mà bẻ trở lại nó giặt gì đó. Đó giặt chạy cả mình là cái tay mình để nó cũng giật gì không nè, giật cái tay mình luôn á. Thành ra là về chặn anh là để vô chạy thì nó phải hơi tê tê, phải chịu thôi. Nhưng mà chắc nếu mà anh chạy thì anh chạy vừa vừa. Trời ơi, tôi có chạy lẹ đâu. Mình đâu có bốn, mắt mình đâu có 40 50 không? Cả 50 trở lại. Anh mà chạy được 50 với sợ. Hai khoảng 20. Nói trời gì đó. À, bây giờ thì ốc thì là em bỏ đó đó. Cái bù lon đó, bỏ ra 4 cái bù lon đó ha, anh để vô nè, anh dặn lại giùm nha. Rồi rồi. Em xử ba cái vụ này chút xíu nữa. Là bắt đầu đi giao máy cho anh ba, tại vì anh má anh bự. Má nhỏ là ưu tiên cho trẻ em. Còn má lớn thì học được học trò trước phải không? Bây giờ anh dặn cái nền đó đi ha. Rồi đằng em đóng hai cái phốt này vô, nó quay qua là giao cho anh ba hai cái máy. Chứ anh ba về chắc này nắng lắm. Nắng. Ừ, có nghĩa bóng. Nước xui nó sợ đây chứ tối. Ngồi là nước xui còn mạnh nữa ha anh ba. Ừ, nhẹ xíu. Gì mà lên cái máy của không có. Bảo đảm ba người lên được hả? Nó chỉ nhích hơn anh chút hả? Nhích hơn chút hả? Máy nó cũng nằm như bữa. Hồi nãy em cô bữa hôm cô quên rồi. Nói giấc này sợ nó sai. Mà lớn hơn mấy anh. Máy tụi 4 người đứng đi. Nhưng máy anh nhạy lắm, nhạy xăng lắm. Máy anh Tâm thì nó ăn xăng hơn mà mạnh hơn. Dạ. Rồi. Và dĩ hơn ba. Rồi. Rồi mình tiến hành đi các bạn ơi. Cái đoạn phim này dừng đây ha. Rồi dừng đây. Chừng nào tới máy anh ba mình chơi đoạn nữa cho các bạn xem. Tại vì có một số bạn hỏi cái máy này bây giờ im chưa anh? Mình cũng không biết trả lời sao là im, có thể im như mình mà anh ba nó ảnh không im. Cái cũng khó cái, vậy đó. Đó bây giờ mình thấy họ phải nổ lên một cái nữa. Cái cho anh ba anh nổ banh sát cái mình mới trả lời các bạn được chứ. Cái gì cũng phải là cái thực hành mới được. Ha. Vì là anh làm rồi anh ở đây luôn hết sao rồi. Thử cho coi thử. Rồi rồi. Thấy không? Chị mờ ra. Rồi nó chơi vậy thôi các bạn ơi. Anh em ở quê nhìn nó chơi vui vẻ lắm. Rồi tạm biệt các bạn. Nhưng mà chưa tạm biệt anh ba nha. Mày sẽ ô, ông anh ông bê lại tới nữa kìa. Đã nha. Chưa làm kịp nữa. Cái này nè. Chưa anh đợi hỏi này. Đóng cái phốt ảnh ra. Đóng cái phốt ảnh. Chỉnh cam rồi lại rồi đỡ không đến đổi. Bể phía đồ phải không? Bể. Để đi lên thay phốt rồi chỉnh lên cái nữa mới được. Đến đổi lỏng không ta? Còn được ha. Anh không dám chạy gán, nó thấy nó tệ rồi nó chạy về liền. Thân à, lấy phốt hai cái phốt 25-41 rồi. Để đi.
lóc nhôm, khi mà chạy nóng á, anh chạy nóng lên á, cái lỗ này nó bự ra. Cái lỗ này nó sẽ rộng ra thì cái phốt nó chui ra ngoài. Thành ra anh làm á là anh đừng có chạy. Anh để đi sáng anh ha chạy. Ừ, nó khô keo hết. Nó dính nó khô, nó già keo hết. Keo đó nó không chảy hả? Nó không chảy hả? Không, tới tối là nó đã khô gan rồi.